trẻ em thôi. Đấy. Thì quay trở lại cái khái niệm về thống kê suy luận ấy, là chúng ta tiến hành nghiên cứu trên mẫu nghiên cứu và tất cả những cái kết quả phân tích vân vân, mô tả phân tích từ cái mẫu nghiên cứu đấy là kết quả trên mẫu nghiên cứu, đúng không? Tuy nhiên cái mục tiêu nghiên cứu của mình ấy, trong các cái nghiên cứu ấy, đặt ra là kết quả trên quần thể nghiên cứu, tức là chúng ta hướng tới kết quả trên quần thể nghiên cứu. Vậy thì từ một cái kết quả của một mẫu nghiên cứu 1.000 trẻ em đấy, chúng ta làm thế nào để suy ra được cái kết quả ở trên 100.000 trẻ em, tức là kết quả trên quần thể nghiên cứu, thì chúng ta phải sử dụng các cái phương pháp trong cái phân tích thống kê suy luận. Thì cái khái niệm phân tích thống kê suy luận ở đây nó sẽ là như các bạn nhìn thấy trên slide ấy, nó sẽ là quá trình ngoại suy kết quả nghiên cứu từ mẫu nghiên cứu sang quần thể nghiên cứu, đúng không? Bằng một cái phương pháp nào đấy thì lát nữa chúng ta sẽ xem. Đấy là cái khái niệm. Vậy các bạn đã nắm được cái khái niệm này chưa? Thì trong cái phân tích thống kê suy luận ấy, chúng ta có hai cái phương pháp chính, đấy là ước lượng và kiểm định. Thì cái kiểm định ở đây hay còn gọi là cái kiểm định giả thuyết. Đấy. Thì chúng ta sẽ xem là hai cái phương pháp này nó như thế nào, nó khác biệt nhau như thế nào. Và chúng ta sẽ từ cái phần sau đấy chúng ta sẽ tập trung vào cái kiểm định giả thuyết. Đấy. Thì một cách phân biệt đơn giản thì nó về mặt lý thuyết thì nó sẽ như thế này. Thứ nhất, sau này sẽ có các ví dụ để cho các bạn phân biệt. Đầu tiên chúng ta xem ước lượng là gì. Ước lượng là một cái phương pháp trong cái phân tích thống kê suy luận để ngoại suy một cái tham số nào đấy từ mẫu ra quần thể nghiên cứu. Cái tham số ở đây nó có rất là nhiều các cái giá trị khác nhau, các cái loại khác nhau. Ví dụ như là chúng ta có thể ngoại suy một giá trị trung bình từ mẫu sang giá trị trung bình từ quần thể nghiên cứu. Chúng ta có thể ngoại suy từ một tỷ lệ của mẫu sang tỷ lệ của quần thể nghiên cứu. Hoặc chúng ta cũng có thể ngoại suy từ một cái tham số trong dịch tễ học nào đó, ví dụ như là OR là cái tỷ suất chênh, hay RR là cái nghiêng tương đối, sang các cái giá trị này của quần thể nghiên cứu, thì đấy người ta gọi là ước lượng. Ví dụ như là các bạn là tính toán được cái tỷ lệ sốt xuất huyết ở trẻ em ở cái mẫu nghiên cứu trên 1.000 trẻ em ấy, là 12%, thì chúng ta thì cái tỷ lệ 12% đấy là cái tỷ lệ của 1.000 trẻ em. Vậy thì từ cái tỷ lệ 1.000 trẻ em đấy chúng ta có suy ra được cái tỷ lệ ở cả 100.000 trẻ em ở dưới 5 tuổi Hải Phòng hay không? Và nếu có thì nó có giống với 12% hay không, hay nó khác 12%? Và nếu khác thì nó khác như thế nào, nó lớn hơn hay nó thấp hơn, và cái sự khác biệt đấy nó có ý nghĩa thống kê hay không, thì người ta gọi là ước lượng một tỷ lệ, đúng không? Cũng tương tự như vậy, từ trung bình hoặc là từ một cái tham số nào đấy thì chúng ta đều có thể làm cái phương pháp ước lượng. Đấy là cái phương pháp đầu tiên. Cái phương pháp thứ hai là kiểm định, hay chúng ta còn gọi là kiểm định giả thuyết. Thì các bạn hiểu nôm na là chúng ta sẽ từ một cái kết quả về so sánh cái sự khác biệt nào đấy trong cái mẫu nghiên cứu, chúng ta sẽ suy ra được cái sự khác biệt đấy ở trong quần thể nghiên cứu có hay không. Đấy. Ví dụ như là chúng ta rất là sẽ có các cái ví dụ cụ thể. Như chúng ta so sánh cái tỷ lệ sốt xuất huyết ở trẻ nam và trẻ nữ trong cái mẫu nghiên cứu cho tính ra được. Ví dụ mẫu nghiên cứu mà chúng ta tiến hành nghiên cứu cho 1.000 trẻ đấy, thì tỷ lệ sốt xuất huyết ở trẻ nam là 8%, ở trẻ nữ là 12%, chẳng hạn như vậy. Chứ thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ mắc sốt xuất huyết ở trẻ nữ ấy, là cao hơn trẻ nam, đúng nhỉ? 12% so với 8%. Vậy thì từ cái sự cao đấy ở mẫu nghiên cứu đấy, chúng ta có suy ra được là trong cái quần thể nghiên cứu ở cả 100.000 trẻ dưới 5 tuổi Hải Phòng ấy, thì cái tỷ lệ sốt xuất huyết ở nữ nó cũng cao hơn trẻ nam hay không, hay là không có sự khác biệt gì cả. Thì cái đấy là chúng ta sẽ sử dụng các cái kiểm định giả thuyết để chúng ta tiến hành cái việc đấy. Đấy là phân biệt về mặt lý thuyết hai cái phương pháp này. Thì đây cũng có một cái ví dụ khác nữa để các bạn phân biệt. Ví dụ như là người ta làm một cái nghiên cứu ở huyện A,
về điều tra về cái cân nặng khi đẻ của trẻ mới sinh. Thì cái ở huyện A này chúng ta có tổng số 5.000 trẻ, 5.000 trẻ, và người ta rút ra một cái mẫu 5.000 trẻ này, người ta tiến hành nghiên cứu. Thế thì trong cái mẫu 5.000 trẻ này, người ta tính được cái cân nặng khi sinh trung bình ý, của trẻ mới sinh ở đây là 2.954 cộng trừ với độ đạt chuẩn là 1.280 gram, đúng không nhỉ? Vậy thì người ta suy ra cái cân nặng khi sinh trung bình của trẻ mới sinh ở cả 5.000 trẻ ở huyện A nó có giống như vậy hay không, hay nó khác, và nếu khác thì nó khác nhau như thế nào, và nó có ý nghĩa thống kê hay không. Thì cái phương pháp này người ta gọi là gì ạ, là ước lượng một giá trị trung bình, đúng nhỉ? Đấy. Một cái ví dụ thứ hai thì cũng cái nghiên cứu ở huyện A như vậy, nhưng bây giờ người ta sẽ tính toán trên cái mẫu 500 trẻ ấy. Người ta tính toán cái tỷ lệ trẻ có cân nặng dưới 2.500 gram là 20%. Vậy thì từ con số 20% này ở mẫu 5 trẻ này, người ta suy ra cái tỷ lệ trẻ có cân nặng dưới 1.500 gram ở cả 5.000 trẻ Việt A, tức là trên quần thể nghiên cứu, có giống với 20% hay không, hay là nó khác, và khác thì nó khác nhau như thế nào, nó có ý nghĩa thống kê hay không. Thì cái này là ước lượng một tỷ lệ, đúng không? Ước lượng một tỷ lệ từ mẫu nghiên cứu sang quần thể nghiên cứu. Một cái ví dụ thứ ba là song song với một cái nghiên cứu ở huyện A, người ta tiến hành một nghiên cứu ở huyện B, cũng tính toán cái cân nặng khi sinh trung bình của trẻ ở huyện B. Người ta cũng rút ra từ 6.000 trẻ huyện B, một cái mẫu 500 trẻ huyện B, người ta tiến hành nghiên cứu. Thì người ta tiến hành nghiên cứu, người ta tính được là cái cân nặng khi sinh trung bình của trẻ của mẫu 5 trẻ huyện B này là 2.785 cộng trừ với lại 886 gram, đúng nhỉ? Thì khi các bạn nhìn vào hai con số về cân nặng khi sinh trung bình của hai mẫu huyện A và huyện B ấy, thì chúng ta thấy ngay là cái cân nặng khi sinh trung bình ở mẫu 5 trẻ huyện A là cao hơn ở huyện B, cao hơn ở mẫu 5 trẻ huyện B, đúng nhỉ? Tuy nhiên thì khi mà chúng ta suy ra cái kết quả của hai quần thể nghiên cứu 5.000 trẻ huyện A và 6.000 trẻ huyện B ấy, thì liệu rằng cái cân nặng khi sinh trung bình ở huyện A này, ở cả huyện A này cao hơn cả huyện B hay không, hay là nó ngược lại, hay là nó không khác nhau, vân vân. Và nếu như mà có cái sự khác biệt về cân nặng khi sinh trung bình ở hai huyện này ấy, thì cái sự khác biệt đấy nó có ý nghĩa thống kê hay không. Thì để làm được cái này ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp thứ hai, đấy là kiểm định một giả thuyết. Kiểm định một giả thuyết thì ban đầu là chúng ta sẽ đưa ra một cái giả thuyết ban đầu, lát nữa chúng ta sẽ xem là các bước chúng ta tiến hành một kiểm định giả thuyết như thế nào. Nhưng chúng ta sẽ đưa ra một cái giả thuyết ban đầu là cái cân nặng khi sinh trung bình ở hai quần thể nghiên cứu ở Việt Nam B là không khác nhau, là không khác nhau, hoặc là không khác biệt, nghĩa là nó giống nhau, đúng không? Và chúng ta sẽ sử dụng những cái test thống kê để chúng ta đi kiểm định cái đấy xem nó đúng hay sai. Đấy. Thì đây là cái phương pháp kiểm định một giả thuyết. Thì lát nữa chúng ta sẽ xem các bước kiểm định giả thuyết nó như thế nào. Nhưng trước hết, để làm được một cái kiểm định giả thuyết và để kết luận được một kiểm định giả thuyết ấy, thì các bạn sẽ phải hiểu được một số các cái khái niệm liên quan đến kiểm định giả thuyết này. Có rất là nhiều khái niệm, chúng ta sẽ đi lần lượt một số các khái niệm cơ bản. Đầu tiên là về hai cái khái niệm đầu tiên, đấy là cái xin lỗi, cái slide này nó sẽ làm sau cái slide này, mình sẽ cho slide lên trước, đợi chút. Đầu tiên là cái khái niệm về mức độ tin cậy và khoảng tin cậy của một nghiên cứu. Khi chúng ta làm nghiên cứu, chúng ta sẽ phải biết được hai khái niệm này. Đầu tiên về khái niệm về mức độ tin cậy của một nghiên cứu, thì cái mức độ tin cậy của một nghiên cứu hiểu đơn giản là cái khi mà chúng ta làm nghiên cứu thì người ta tin tưởng rằng kết quả nghiên cứu chúng ta là đáng tin cậy bao nhiêu phần trăm. Hiểu được, hiểu cái đơn giản như vậy. Thì thông thường là bởi vì chúng ta làm nghiên cứu trên mẫu mẫu nghiên cứu mà, chứ chúng ta không làm nghiên cứu trên quần thể nghiên cứu, mà kết quả chúng ta hướng đến đây là kết quả hướng đến quần thể nghiên cứu, cho nên là từ kết quả của mẫu nghiên cứu người ta suy ra được cái kết quả quần thể nghiên cứu, thì cái mức độ tin cậy của cái việc suy ra đấy nó là bao nhiêu phần trăm, thì người ta gọi là cái mức độ tin cậy của một nghiên cứu. Thế thì thông thường trong các cái nghiên cứu người ta lấy cái mức độ tin cậy là 95%, có nghĩa là khi mà chúng ta
tiến hành các cái đo đạc, các cái nghiên cứu khác nhau, thì 95% tin tưởng rằng là cái kết quả từ mỗi nghiên cứu sẽ tương ứng với kết quả của đề nghiên cứu. Đấy. Người ta gọi là cái mức độ tin cậy. Cũng có những cái nghiên cứu người ta lấy những cái mức độ tin cậy cao hơn 98%, 99%, thậm chí là 99,9%, đặc biệt là với những cái nghiên cứu ở mức độ vi mô, ở trên labo, trên quần thể, ở trên 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 thí nghiệm, trong phòng thí nghiệm, hoặc là mức độ tế bào, hoặc là gen di truyền, người ta có thể lấy cái mức độ rất là cao. Thế còn cũng có những cái nghiên cứu mà cái người ta đòi hỏi cái mức độ tin cậy nó cũng thấp, ví dụ như là 90% hoặc 91-92%. Đấy. Thì nhưng mà tối thiểu thì nó cũng phải từ 90% trở lên, và thông thường các nghiên cứu người ta lấy là 95%, và từ bây giờ chúng ta sẽ mặc định là cái mức độ tin cậy của nghiên cứu nó sẽ là 95%. Được. Thì đây là khái niệm đầu tiên là về cái mức độ tin cậy. Cái khái niệm thứ hai là về cái khoảng tin cậy của một nghiên cứu. Thì để giải thích được cái khái niệm về khoảng tin cậy thì chúng ta quay trở lại ví dụ về cái sốt xuất huyết ấy. Sốt xuất huyết. Bây giờ chúng ta có một cái quần thể nghiên cứu, chúng ta làm một cái nghiên cứu để điều tra cái tỷ lệ mắc sốt xuất huyết ở Hải Phòng, ở trẻ em dưới 5 tuổi ở Hải Phòng trong năm 2023, đúng không? Thì cái quần thể nghiên cứu của chúng ta ở đây là 100.000 trẻ dưới 5 tuổi Hải Phòng. Tôi cứ ước lượng là số trẻ dưới 5 tuổi Hải Phòng 100.000 trẻ đi. Đấy. Thì cái quần thể nghiên cứu của chúng ta ở đây là 100.000 trẻ. Nhưng mà chúng ta sẽ không thể tiến hành trên 100.000 trẻ được, mà chúng ta sẽ rút ra một cái mẫu để chúng ta tiến hành nghiên cứu. Thì chúng ta rút ra 1.000 trẻ, được chưa? Tôi sẽ viết vào cái bản nguốt để các anh chị hình dung rõ hơn. Chúng nói bằng miệng thì như là không rõ được. Anh chị có nhìn thấy bản nguốt không? Có. Cái quần thể nghiên cứu của chúng ta ở đây là 100.000 trẻ, đúng không nhỉ? 100.000 trẻ dưới 5 tuổi. Tuổi ở Hải Phòng. Bây giờ chúng ta đi điều tra cái tỷ lệ mắc sốt huyết của 100.000 trẻ này. Thì nghiên cứu đầu tiên người ta chọn ra 1.000 trẻ. Từ 100.000 trẻ trên người ta tiến hành nghiên cứu, và thông qua các đo đạc người ta tính toán được là cái tỷ lệ mắc sốt xuất huyết ấy, của 1.000 trẻ này ấy, là 12%. Đây. Nghiên cứu số 2 người ta cũng làm như vậy. Được. Cũng chọn ra 1.000 trẻ từ từ 100.000 trẻ trên, và được cái tỷ lệ mắc sốt xuất huyết là 8%. Tương tự, nghiên cứu số 3 cũng như vậy. Chúng ta được tỷ lệ mắc sốt xuất huyết là 11%. Nghiên cứu số 4 vẫn 1.000 trẻ. Tỷ lệ mắc sốt xuất huyết là 16%. Vân vân. Đây. Trong vân nghiên cứu số 5 vân vân cho đến cái nghiên cứu số 100, người ta cũng rút ra 1.000 trẻ và tính được cái tỷ lệ mắc sốt xuất huyết là 7%. Đấy. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra ở đây là từ 100 bài nghiên cứu như thế này thì rút ra mỗi nghiên cứu này nó đều rút 1.000 trẻ ngẫu nhiên từ 100.000 trẻ kia, đó, trẻ em dưới 5 tuổi Hải Phòng, đúng không? Thì có thể là những cái trẻ, có một số trẻ ở nghiên cứu thứ nhất nó cũng giống một số trẻ nghiên cứu số 2, nó trùng nhau, để mà chúng ta rút ngẫu nhiên mà, đúng không? Thì mỗi một nghiên cứu cho ra một cái kết quả về tỷ lệ mắc sốt xuất huyết ở cái mẫu nghiên cứu là như thế này. Vậy thì theo các bạn là từ 100 cái nghiên cứu trên ra 100 cái tỷ lệ như vậy, có thể có những cái tỷ lệ nó giống nhau, thì chúng ta có cách nào để chia được cái tỷ lệ mắc sốt xuất huyết ở cả 100.000 trẻ với năm tuổi Hải Phòng hay không?
Và nếu có thì chúng ta làm cách nào? Đây là câu hỏi đặt ra cho các bạn. Nào có ai có ý kiến không nhỉ? Bây giờ lại hỏi nhé. Được 120 và bây giờ còn được gần 100 thôi. Bạn là Lan Hương ở K12F có đây không nhỉ? Bạn Lan Hương K12F có đây không nhỉ? Em thấy cái dung chỉ giới hạn được 100 người vào nên là có một số bạn học chung thế. Học chung thì cũng phải nghe thấy chứ. Ăn không đủ người vào á, hay như nào? Nó giới hạn 100 người ấy, thế là một số bạn học chung với nhau. Ở học chung thì các bạn ghi tên học chung vào đây. Nó hạn 100 nhỉ? Cái Zoom này nó Zoom ấy bằng trả phí mà nhỉ? Học chung thì cũng phải 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 nghe được chứ đúng không? Nghe cùng nhau được chứ? Các bạn ghi tên hai người là cái nhóm học chung Ừ, thì những ai ghi hai tên người đây thì mình nhìn thấy rồi. Thế ra còn ví dụ như là mình gọi tên thì nếu mà có trên này thì phải biết chứ, đúng không? mà Đấy, vừa nãy gọi bạn Lan Hương này, K12F này. Thế đang ở đây đây. Chứ mình có gọi theo danh sách đâu, mình gọi những bạn đây. Lan Hương K12F mình thấy. À, Lê Thị Nga K42F có đây không? em có Ừ, Nga có câu trả lời cho cái này không? em thấy em nghĩ là nếu mà muốn tính được cái tỷ lệ mắc sốt xuất huyết mà của 1.000 trẻ mà từ trong 100.000 trẻ ở Hải Phòng mà mình lấy ra một thì mình sẽ tính trung bình ạ. Em nghĩ vậy. À, trung bình, đấy là một cái phương pháp đúng nhỉ? Cảm ơn bạn. Bạn Nguyễn Đình Anh Đức K12F qua đây không? Đang có Đức có trả lời được câu này không? vậy cũng chỉ là chia trung bình ra thôi. Chị cho mình, ok. Thêm bạn nữa. Nguyễn Phương Thảo K12E có đêm. Không có ạ. Thảo câu trả lời khác không? Em cũng nghĩ giống các bạn ạ. Rồi, tức là cộng vào cho trung bình. Vâng ạ. Rồi, cảm ơn Thảo. Đấy là một cách để chúng ta ước lượng thôi. Đúng nhỉ? Ở đây câu trả lời là vừa có vừa không. Có đây có nghĩa là gì và không là gì thì thứ nhất là nếu như chúng ta yêu cầu là một cái con số chính xác để tính cái biểu thị cái tỷ lệ mắc sốt xuất huyết của cả 100.000 trẻ dưới 5 tuổi Hải Phòng đấy thì chúng ta không làm được. Chúng ta chỉ có thể làm được cái điều đấy đưa ra một cái tỷ lệ chính xác khi mà chúng ta tiến hành nghiên cứu trên tất cả 100.000 trẻ dưới 5 tuổi Hải Phòng này. Tức là tiến hành trên quần thể nghiên cứu. Đúng nhỉ? Các bạn nhớ lại là trong cái buổi lý thuyết đầu tiên là cái lý tưởng nhất cho một cái nghiên cứu là mẫu nghiên cứu nó sẽ trùng với quần thể nghiên cứu. Đúng nhỉ? Thì có nghĩa là chúng ta hoàn toàn là làm trên quần thể nghiên cứu, chúng ta có kết quả trên quần thể nghiên cứu luôn. Đúng nhỉ? Tuy nhiên ở đây chúng ta chỉ làm tiến hành nghiên cứu trên được 1.000 trẻ thôi, lựa chọn ngẫu nhiên từ 100.000 trẻ kia. Thì tất cả những cái tỷ lệ của 100 bài nghiên cứu này ấy, nó là một cái con số ước lượng về cái tỷ lệ mắc sốt xuất huyết trên quần thể nghiên cứu, tức là trên cả 100.000 trẻ dưới 5 tuổi Hải Phòng này.
Thì nếu như yêu cầu một con số chính xác thì chúng ta không làm được. Nhưng nếu như mà chúng ta yêu cầu một cái khoảng khoảng tỷ lệ thì chúng ta có thể ước lượng được. Thì ở đây nó chính là cái khoảng tin cậy của một nghiên cứu. Thì cái khoảng tin cậy của một nghiên cứu, ví dụ như trong ở đây, ví dụ cái nghiên cứu đầu tiên này, người ta tính ra được một cái khoảng tin cậy, cái khoản tin cậy ấy, bao nhiêu phần trăm nó sẽ tương xứng với cái mức độ tin cậy mà chúng ta đưa ra ban đầu, và chúng ta mặc định với nhau là cái mức độ tin cậy chúng ta đưa ra ban đầu ấy, của nghiên cứu là 95%, thì tương ứng với nó sẽ có khoảng tin cậy là 95%, được 5%. Thì cái nghiên cứu đầu tiên này ấy, đưa ra một cái tỷ lệ là 12% trên 1.000 trẻ kia, đúng nhỉ, và rút ra một cái khoản tin cậy của cái tỷ lệ này ấy, là từ 9%, từ 8% cho đến 15%, ví dụ như vậy. Đấy. Thì cái 8 đến 15% ở đây ấy, chính là cái khoảng ước lượng về cái tỷ lệ mắc sốt xuất huyết ở trẻ ở cả 100.000 trẻ dưới 5 tuổi Hải Phòng, tức là nó có thể dao động từ 8 đến 15% thông qua nghiên cứu đầu tiên. Một cách hiểu khác về khoảng tin cậy là khi mà người ta tiến hành 100 lần cái nghiên cứu trên một cái mẫu, cùng một cái cỡ mẫu nghiên cứu, và cùng rút ra từ một cái quần thể nghiên cứu cùng giống cái phương pháp nghiên cứu vân vân, thì có tới 95 lần ấy, cái kết quả nghiên cứu nó sẽ nằm trong cái khoản tin cậy này, và còn lại 5 nghiên cứu còn lại thì quần nghiên cứu nó sẽ nằm ngoài khoản tin cậy này. Thì bạn thấy là ví dụ như là cái nghiên cứu số 100 nó là 7%, nghĩa là nó nằm ngoài. Nghiên cứu thứ tư là 16%, nó nằm ngoài, đúng nhỉ? Thì cái ý nghĩa thứ hai của khoản tin cậy nó là như vậy, 95% là như vậy. Đấy, thì đây là cái giải thích cho cái khái niệm về khoảng tin cậy của một nghiên cứu, mức độ tin cậy và khoảng tin cậy của một nghiên cứu tương xứng với nó. Đấy, đấy là cái hai khái niệm đầu tiên. Được chưa? Sang hai cái khái niệm mà tiếp theo về cái khoản tin về về cái liên quan đến cái kiểm định giả thuyết hoặc là phân tích suy luận đấy, là cái ngữ nghĩa thống kê alpha và giá trị ý nghĩa thống kê p. Đấy, thì hai cái này nó là cái gì? Đầu tiên là cái ngữ nghĩa thống kê alpha thì ngày đơn giản thôi. Nhiều cách đơn giản là nếu như chúng ta lấy cái mức độ tin cậy 95% ấy, có nghĩa là khoảng tin cậy 95%, đúng nhỉ, thì cái ngữ alpha nó sẽ bằng là 100% trừ 95%, 95% hoặc là 0,05, người ta gọi là ngữ nghĩa thống kê alpha. Và tại sao người ta gọi là ngữ nghĩa thống kê alpha, thì lát nữa chúng ta sẽ xem cái alpha này nó có ý nghĩa như thế nào. Tạm thời đến bây giờ chúng ta biết là tùy vào cái mức độ tin cậy chúng ta sẽ lấy được cái giá trị alpha là bao nhiêu, và bây giờ chúng ta mặc định với nhau là mức độ tin cậy 95%, thì ngữ nghĩa thống kê alpha nó sẽ bằng 0,05, đúng không? Cái khái niệm thứ hai đấy, đấy là trong cái slide này, đấy là cái giá trị P, hay người ta còn gọi là cái giá trị ý nghĩa thống kê P. Chuẩn. Thì cái giá trị P này đơn giản nó là một cái giá trị P, và mục đích để nó làm gì là chúng ta sẽ dùng để so sánh với ngữ nghĩa thống kê alpha, để chúng ta, đấy là một cái căn cứ để chúng ta kết luận một cái kiểm định giả thuyết. Vậy thì bây giờ để biết rằng nó so sánh và nó kết luận như thế nào với ngữ nghĩa thống kê alpha và giá trị P, thì chúng ta quay lại các cái bước mà chúng ta tiến hành một kiểm định giả thuyết. Chúng ta sẽ quay lại, chúng ta sẽ thấy rằng là các cái mối liên quan giữa các cái đấy nó như thế nào. Bây tôi quay trở lại để bạn luôn. Bây giờ thông thường ấy, các cái bước tiến hành một kiểm định giả thuyết ấy, có rất là nhiều các cái tác giả người ta đưa ra các cái bước khác nhau về các cái bước mà các bạn thấy trong tài liệu của các bạn đang tham khảo là chúng ta thông thường chúng ta có 6 bước, đúng nhỉ? Chúng ta 6 bước đấy thì trải qua những cái tính toán bằng tay, mà trước đây chúng ta không có những cái phần mềm phân tích số liệu. Tuy nhiên bây giờ chúng ta đã có được những cái phần mềm phân tích số liệu rồi, thì những cái bước trung gian đấy chúng ta không được phải làm nữa. Và tóm lại là chúng ta sẽ có ba cái bước như thế này. Bước đầu tiên, đây là các bước tiến hành một kiểm định giả thuyết.
Cái này không có trong 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 tài liệu, tôi sẽ viết ở đây. Đấy. Thì kiểm định giả thuyết nó là cái gì? Kiểm định giả thuyết nó là một trong hai phương pháp của cái phân tích nguyên suy luận, đúng nhỉ? Chúng ta phải logic những cái phần với nhau. Thì thông thường ở đây khi mà chúng ta đã có những cái phần về phân tích số liệu thì thông thường đây chúng ta sẽ có ba bước này. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ hình thành giả thuyết nghiên cứu. Kiểm định giả thuyết mà là chúng ta phải có một cái giả thuyết ban đầu, đúng nhỉ? Hình thành giả thuyết nghiên cứu. Thì cái hình thành giả thuyết nghiên cứu này ấy, chúng ta thông thường là chúng ta sẽ có hai cái giả thuyết chính, hai giả thuyết ban đầu chính. Đầu tiên người ta gọi là cái giả thuyết không, hay ký hiệu là H0, được, ký hiệu H0 người ta giả thuyết không. Và cái thứ hai người ta gọi là giả thuyết đối của nó, ký hiệu là H1 hoặc là HA, tùy vào tác giả người ta sử dụng, nó đều nó giống như nhau. Đấy. Một cái là giả thuyết không, H0, và cái giả thuyết đối của nó người ta gọi là cái ký hiệu là cái HA. Ở đây viết rõ là giả thuyết đối của H0, đúng nhỉ? Đấy. Thì hai giả thuyết này nó ý nghĩa như thế nào? Vậy thì như các bạn đã thấy rằng là khi mà chúng ta làm cái kiểm định giả thuyết ấy, có nghĩa là chúng ta đi tìm cái sự khác biệt nào đấy về một cái vấn đề nào đấy giữa những cái nhóm nào đấy với nhau, đúng nhỉ? Ví dụ đơn giản như là chúng ta xem là có cái sự khác biệt nào đấy không giữa cái tỷ lệ mắc sốt xuất huyết giữa trẻ nam và trẻ nữ hay không, thì cái H0 này nó sẽ là không có sự khác biệt hoặc là không có hoặc là giống nhau. Ở đây ví dụ tôi viết là không có sự khác biệt. Ví dụ luôn là trong cái nghiên cứu ở trên là tỷ lệ mắc sốt xuất huyết ở trẻ nam là không khác gì, nó không khác so với ở trẻ nữ, đúng nhỉ? Trong cái nghiên cứu vừa rồi ở trên đấy, đấy là không khác. Thì đây là giả thuyết H0, đúng nhỉ? Thế còn cái giả thuyết H đối của nó, có nghĩa là H1 hoặc HA thì là ngược lại, đối lại mà. Thì có nghĩa là cái tỷ lệ mắc sốt xuất huyết ở trẻ nam sẽ khác biệt so với tỷ lệ mắc sốt xuất huyết ở trẻ nữ. Cái nhận định này, hai cái nhận định này là nhận định trên quần thể nghiên cứu, các bạn nhé, là trên quần thể nghiên cứu tỷ lệ mắc sốt xuất huyết ở trẻ nam là khác, có nghĩa so với trẻ nữ. Đấy. Nhắc lại với các bạn là hai cái nhận định về cái giả thuyết H0 và HA này là nhận định ở trên quần thể nghiên cứu. Bởi vì trên mẫu nghiên cứu chúng ta làm ra, chúng ta so sánh được ngay rồi. Ví dụ trên mẫu nghiên cứu chúng ta tính ra được cái tỷ lệ mắc sốt xuất huyết trẻ nam là 8%, trẻ nữ là 12%. Chúng ta thấy luôn là tỷ lệ mắc sốt xuất huyết ở trẻ 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 nữ là cao hơn trẻ nam, đúng nhỉ? Có nghĩa là cái giả thuyết HA là đúng. Đấy. Nhưng mà trên đây là, nhưng mà đấy là trên mẫu nghiên cứu trên 1.000 trẻ. Thế còn trên 100.000 trẻ thì chúng ta chưa biết, chúng ta sẽ đặt ra những cái giả thuyết như này trên quần thể nghiên cứu. Đấy là bước đầu tiên. Bước thứ hai là chúng ta sẽ lựa chọn, chúng ta sẽ kiểm chứng các điều kiện và lựa chọn các test thống kê phù hợp. Đấy. Thì cái bước này nó sẽ có hai cái bước, trong bước hai này nó sẽ có hai cái bước chính. Đầu tiên là chúng ta phải kiểm chứng các điều kiện để chúng ta lựa chọn một cái test thống kê. Thế thì cái kiểm chứng các điều kiện đây thì nó khá là phức tạp, nó khá là phức tạp, nó sẽ liên quan đến những cái test như thế nào, test tham số như thế nào, test phi tham số, thì cái này nó trình bày trong tài liệu rồi. Thì ở đây trong cái khuôn khổ của các bạn ấy, thì chủ yếu là chúng ta sẽ hướng dẫn cho các bạn trước là về các cái test tham số, các test tham số. Có nghĩa là những cái test mà chúng ta tiến hành trên những cái mẫu đủ lớn, trên những cái nhóm có số lượng đủ lớn này, rồi các cái biến số nó sẽ tuân theo những cái luật phân phối chuẩn này, vân vân, tức là những cái biến nó chuẩn. Đấy. Thì chúng ta thông thường là những có những cái điều kiện như vậy, chúng ta sẽ sử dụng những cái test tham số. Chứ còn ngược lại thì chúng ta sẽ phải sử dụng những cái test phi tham số. Ví dụ như là chúng ta nghiên cứu những cái
nhóm bệnh hiếm, các kiểu mẫu của chúng ta nó rất là ít, ví dụ như chỉ 15 20 người thôi. Đấy, và chúng ta so sánh với nhau thì nó thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải sử dụng những cái test phi tham số nó mạnh hơn cho những trường hợp mà cỡ mẫu nó rất là ít. Đấy. Thì mặc định là chúng ta sẽ sử dụng những cái test tham số, được. Thế còn sự khác biệt với nhau như thế nào các bạn tham khảo những tài liệu. Đấy là cái kiểm chứng các điều kiện. Và sau khi kiểm chứng các điều kiện rồi ấy, thì chúng ta sẽ lựa chọn các cái test thống kê phù hợp với cái giả thuyết ở trên đưa ra. Thì thông thường ở đây ấy, có rất là nhiều các cái test thống kê khác nhau. Thông thường ở đây chúng ta sẽ có hai cái loại nhỉ. Trong Stata ấy, các bạn sẽ thực hành trên Stata thì chúng ta sẽ có một số ba cái loại chính thế này. Thứ nhất là so sánh các tỷ lệ với nhau. Các tỷ lệ với nhau. Ví dụ như ở trên là chúng ta so sánh tỷ lệ mắc sốt xuất huyết ở trẻ nam, trẻ nữ, cũng như chúng ta so sánh hai tỷ lệ với nhau, đúng không nhỉ? Hoặc là chúng ta cũng có thể là so sánh nhiều hơn hai tỷ lệ. Ví dụ chúng ta so sánh cái tỷ lệ mắc sốt xuất huyết ở giữa những trẻ ba khu vực khác nhau, chẳng hạn như thế. Ví dụ khu vực nông thôn, những vùng miền núi hoặc thành thị. Đấy, thì có nghĩa là chúng ta so sánh 3 tỷ lệ với nhau. Hoặc là chúng ta cũng có thể so sánh 4 tỷ lệ, 5 tỷ lệ, vân vân. Thì so sánh các tỷ lệ với nhau là chúng ta sẽ chọn với các cái test tham số nhé. Thì chúng ta sẽ sử dụng test khi bình phương. Trong Sata người ta ký hiệu là tiếng Anh là chi square, hay là khi bình phương, phía đông tiếng Việt là khi bình phương. Đấy. Đây là cái test đầu tiên. Cái thứ hai là chúng ta có so sánh hai trung bình. Đấy, với hai trung bình. Thì so sánh hai trung bình, ví dụ như chúng ta so sánh cái tỷ lệ chỉ số, ví dụ chỉ số định lượng về tiểu cầu trung bình chẳng hạn ở trẻ nam và trẻ nữ. Đúng không nhỉ? Bởi vì ví dụ trong một trong những cái xét nghiệm mà để khẳng định cũng như là để chẩn đoán khẳng định cũng như là cái xác định cái mức độ tiến triển của bệnh xuất huyết, người ta sẽ xét nghiệm cái tiểu cầu, đúng không nhỉ? Cái tiểu cầu thì người ta có thể là so sánh cái mức tiểu cầu trung bình giữa trẻ nam trẻ nữ, thì đấy là so sánh hai trung bình, đúng không ạ? Thì so sánh hai trung bình ở đây chúng ta sẽ sử dụng là test t-test, đúng không? Test tham số hoặc tên gọi khác là test t-student. Đấy, là hai loại test này. Là một cái loại test này chúng ta so sánh hai trung bình. Thế còn một cái loại nữa là so sánh từ ba trung bình trở lên. Đấy. Thì chúng ta sẽ phải sử dụng một cái test khác. Đối với test tham số chúng ta sẽ sử dụng cái ANOVA test. Hay là người ta còn gọi là cái phân tích phương sai. Đấy. Đấy thì khi thực hành các bạn sẽ được sử dụng ứng dụng những cái test này. Thì đây là mấy cái test cơ bản nhất thôi. Thì các bạn khi đi thực hành chúng ta sẽ tập trung vào đây, vào những cái test này. Đây. Thì đấy là cái bước số 2 là chúng ta sẽ lựa chọn các cái test thống kê phù hợp, đúng nhỉ? Và sau khi lựa chọn rồi ấy, vân vân sẽ còn rất là nhiều test nữa các bạn khi đi thực hành thì các bạn sẽ được giới thiệu. Và khi mà chúng ta lựa chọn được cái test thống kê phù hợp rồi ấy, thì nó sẽ tùy thuộc vào cái này, nó sẽ là đến cái chức năng của cái phần mềm thôi. Các bạn sẽ nhập những cái biến đấy vào các cái phần mềm. Ví dụ như là khi chúng ta so sánh cái tỷ lệ với nhau, chúng ta so sánh tỷ lệ mắc sốt xuất huyết ở trẻ nam trẻ nữ thì thông thường là chúng ta sẽ có hai biến, đúng nhỉ? Để chúng ta có biến giới của trẻ và biến là mắc sốt xuất huyết có hay không, đúng nhỉ? Thì đây là hai cái biến nhị phân, định tính nhị phân, đúng nhỉ? Thì chúng ta sẽ nhập hai cái biến này vào trong hai cái ô mà trong cái phần mềm người ta đòi hỏi. Thì cái này khi mà đi thực hành các bạn sẽ được hướng dẫn cụ thể, nên mình không giới thiệu nhiều nữa. Đấy. Thì ví dụ như vậy thì với bất mỗi một cái test này ấy, nó sẽ tính toán ra được cho các bạn, tất cả những cái test này nó sẽ tính toán ra được cho các bạn một cái giá trị người ta gọi là giá trị P.
triệu là chị P. Đấy. Là chị P. Và giá trị P này nó chính là cái giá trị P mà đã nhắc đến cho các bạn trong slide vừa nãy, là chúng ta đang đi giải quyết giá trị P này. Vậy thì giá trị P ở đây nó sẽ cho ra một con số cụ thể, cho ra một con số cụ thể. Thì chúng ta sẽ lấy cái giá trị P này, chúng ta sẽ sang cái bước số 3. Chúng ta nhận định và kết luận. Chúng ta sẽ lấy cái giá trị P này mang đi so sánh với ngưỡng ý nghĩa thông kê alpha. Đúng chữ alpha rồi. Đấy, các bạn đi đi so sánh với nghĩa thông kê alpha. Đúng nhỉ? Thì đến đây nó sẽ link với cái slide mà giới thiệu về cái giá trị P và nghĩa thông kê alpha đấy. Và khi chúng ta đi so sánh ý, alpha ở đây chúng ta là bao nhiêu nhỉ? Và bao nhiêu nhỉ? Không phải không năm. 0,05 đúng nhỉ? Đúng không? Đấy. Thì nó sẽ có hai trường hợp như thế này. Trường hợp thứ nhất là cái giá trị P đấy ấy, nó sẽ lớn hơn hoặc bằng cái ngưỡng nghĩa thông kê alpha, lớn hơn bằng cái này đấy, thì lớn hơn bằng cái này, đây là giá trị P, giá trị P viết thường nhé, không phải hoa, P viết thường nhé. Thì cái trường hợp nó sẽ có hai trường hợp, một trường hợp như thế này, một trường hợp thứ hai là P nó sẽ nhỏ hơn cái ngưỡng nghĩa thông kê alpha đấy. Đấy, hai trường hợp như này thôi đúng không? Thì cái trường hợp đầu tiên chúng ta sẽ kết luận là gì ạ? Kết luận trong trường hợp đầu tiên này chúng ta sẽ, những trường hợp đầu tiên này xảy ra chúng ta sẽ chấp nhận cái H0, chấp nhận cái H0 có nghĩa là chúng ta bác bỏ cái gì ạ? Bác bỏ HA, bởi vì hai cái đấy đối nhau mà đúng nhỉ? Bác bỏ HA thì chúng ta kết luận là gì ạ? Kết luận là chấp nhận H0 thì chúng ta kết luận là cái tỷ lệ mắc sốt huyết ở trẻ nam là không khác gì so với tỷ lệ mắc sốt huyết ở trẻ nữ trong quần thể nghiên cứu. Đúng nhỉ? Chúng ta kết luận đúng như là cái giá trị không này. Đúng không? Thế còn trong trường hợp số 2 thì ngược lại thôi. Chúng ta sẽ bác bỏ. Chúng ta sẽ chấp nhận HA. Đúng nhỉ? Chấp nhận cái HA đấy. Có nghĩa là chúng ta bác bỏ H0. Đấy. Và chúng ta kết luận cũng kết luận ngược lại so với cái trường hợp trên thôi. Có nghĩa là cái tỷ lệ mắc sốt huyết ở trẻ nam là khác có ý nghĩa so với cái tỷ lệ mắc sốt huyết trẻ trẻ nữ trong cái quần thể nghiên cứu trẻ dưới 5 tuổi Hải Phòng. Đấy. Đúng không? Thì các bạn đã link được với cái slide này. Link được với slide này, đúng nhỉ? Đấy. Có nghĩa là cái câu số 2 ấy, là giá trị nghĩa thông kê P là dùng để so sánh với nghĩa thông kê alpha để kết luận một kiểm định giả thuyết. Vậy thì đến cái bước thứ hai này rồi ấy, khi mà chúng ta tính được giá trị P thì chúng ta đã kết luận được một cái kiểm định giả thuyết, kết luận sơ bộ một kiểm định giả thuyết. Đấy. Vậy thì chúng ta đã đi qua hai cái khái niệm là ngưỡng nghĩa thông kê alpha và giá trị P là dùng để làm gì. Đấy. Đơn giản là dùng để so sánh với nghĩa thông kê alpha để kết luận một kiểm định giả thuyết, đúng không? Thì đấy là thêm một khái niệm nữa để các bạn nắm bắt. Nên các bạn thấy là cái đúng với mức khoảng tin cậy ấy, thì chúng ta sẽ có một cái giá trị, cái này sẽ áp dụng cho cái việc là chúng ta sẽ tính toán các cái tham số bằng tay khi mà chúng ta chưa có các phần mềm thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta có các phần mềm rồi thì nó sẽ tự động tính toán hết cho các bạn chỉ việc là đưa các cái biến số vào trong cái chọn lựa chọn những cái test hợp lý và đưa những cái biến số vào trong những test như vậy. Yêu cầu là chúng ta sẽ cho ra những kết quả. Cái này khi đi thực hành các bạn sẽ được giải thích hướng dẫn. Vậy thì thêm một cái ý nghĩa nữa về cái nghĩa thống kê và khoảng tin cậy và liên quan đến giá trị P.
Thì ở đây thông thường vừa nãy chúng ta trao đổi là khi mà giá trị P nó nhỏ hơn 0,05, tức là nhỏ hơn những thông kê alpha, thì một cái test thông kê chúng ta làm nó sẽ có những cái thông kê đúng nhỉ, và cái chúng ta khi đó chúng ta sẽ chấp nhận cái giả thuyết HA là có sự khác biệt với những thông kê đúng không? Tuy nhiên thì chúng ta không chỉ dựa vào mỗi giá trị P đấy chúng ta kết luận thông thường về mặt nghiên cứu, về mặt khoa học ấy. Đối với các bạn ở mức cơ bản chúng ta có thể chỉ dựa vào giá trị P, nhưng mà trong các cái sâu hơn, các cái nghiên cứu đòi hỏi các cái độ chính xác cao hơn thì chúng ta không chỉ dựa vào giá trị P mà chúng ta sẽ dựa vào cả cái khoảng tin cậy đi nữa, khoảng tin cậy để chúng ta kết luận xem là nó có đúng và có ý nghĩa thông kê hay không. Đấy. Thì nó sẽ có một khái niệm là cái giá trị không, giá trị không, giá trị không ở đây ấy, trong tiếng Anh nó là min, nhưng mà giá trị không không phải là nó là số không, thì nó sẽ có hai trường hợp như thế này là khi mà chúng ta so sánh cái sự khác biệt về giá trị trung bình hay về tỷ lệ, ví dụ như trong trường hợp mà chúng ta so sánh hai tỷ lệ con số huyết giữa trẻ nam trẻ nữ ấy, thì cái giá trị không ở đây ấy, chính là số không, chính là số không. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái khoảng tin cậy đấy ấy, nếu như mà cái test đấy nó có ý nghĩa thông kê thì khoảng tin cậy đấy nó sẽ không đi qua cái giá trị không đấy. Được chưa? Khoảng tin cậy mình tính toán ra. Còn ngược lại, nếu như chúng ta so sánh các cái đo lường về tỷ suất hoặc là các cái tham số về theo ví dụ R thì giá trị không đấy ấy, lại là một. Có nghĩa là cái khoảng tin cậy khi mà nó đi qua giá trị một ấy, thì cái test đấy nó sẽ không có ý nghĩa thông kê, và ngược lại nếu nó không đi qua giá trị một thì cái test đấy nó có ý nghĩa thống kê. Đây là một mặt lý thuyết như vậy. Nhưng mà chúng ta có một cái ví dụ như thế này đấy. Ví dụ như là chúng ta so sánh cái giá trung bình của sự khác biệt giữa hai nhóm là 12 kg, và chúng ta tính là toán ra cái khoản tin cậy của sự khác biệt đấy ấy, là từ trừ 2 kg đến 23 kg. Được chưa? Thì khoản tin cậy này ở đây chúng ta so sánh hai giá trung bình đúng nhỉ? Chúng ta so sánh trung bình thì cái giá trị không nó chính là số 0 đúng nhỉ? Và chúng ta thấy là cái khoản tin cậy ở đây 95% đấy nó từ trừ 2 đến 23 kg, có nghĩa là nó đi qua giá trị không, nó đi qua giá trị không có nghĩa là cái kiểm định của mình ý là không có nghĩa thông kê, có nghĩa là hai cái sự khác biệt này giữa hai nhóm 2 kg này nó không có nghĩa thông kê, có nghĩa là không có sự khác biệt hoặc là nó giống nhau. Đấy. Còn cái ví dụ thứ hai là chúng ta so sánh OR, nó so sánh hai chữ OR thì cái sự khác biệt OR của mối liên quan giữa cà phê và ung thư phổi là 1,6. Người ta tính toán ra cái khoản tin cậy 95% ở đấy là từ 0,5 đến 2,3. Đúng nhỉ? Thì với cái so sánh OR ấy, thì chúng ta thấy rằng là giá trị không nó chính là số 1, chính là 1 đúng nhỉ? Thì cái khoản tin cậy đây nếu như đi qua giá trị 1, trong trường hợp này từ 0,5 đến 2,3 đi qua giá trị 1, thì cái mối liên quan giữa cà phê và ung thư phổi ấy là như nào, là không có nghĩa thông kê, có nghĩa là không có mối liên quan giữa cà phê và ung thư phổi. Đấy. Thì mặc dù cái R thì bài học dịch tễ học ấy 1,6 nó nói lên cái gì đấy, cũng nhận mức độ chênh lệch cái tỷ suất chênh giữa cái nhóm uống cà phê và nhóm uống cà phê mà dẫn đến ung thư phổi là 1,6 đúng nhận, thì ở đây nó không có nghĩa thông kê vì nó đi qua giá trị một đấy, trường hợp trên đi qua giá trị không bởi vì chúng ta so sánh trung bình, nó so sánh tỷ lệ thì nó không có nghĩa thông kê. Trường hợp thứ hai đi qua giá trị một bởi vì chúng ta so sánh OR, chúng ta so sánh RR vân vân, các tham số khác trong dịch tễ học thì nó cũng không có ý thông kê đúng không? Đây là cái cách thứ hai để chúng ta kết luận một cái kiểm định giả thuyết thay vì chúng ta sử dụng giá trị P, và cách này nó có ý nghĩa hơn, nhưng mà cái này nó cũng hơi khó cho các bạn bởi vì trong cái khuôn khổ của các bạn chúng ta quan tâm nhiều giá trị P hơn. Đấy. Đấy. Thì đấy là hai cách, một cách là dùng giá trị P so sánh với những ý thông kê alpha đúng nhỉ, cách thứ hai là chúng ta sử dụng khoảng tin cậy. Đấy là thêm một cái ý nghĩa nữa cái này thôi. Cái này chắc thôi. Trong các công thức tính trước đây chúng ta khi mà chúng ta còn nhớ bằng tay thì chúng ta có thể tính toán được cái khoản tin cậy dựa vào những công thức. Đúng nhỉ? Chúng ta có công thức cái slide trước chúng ta có giới thiệu về cái công thức tính cái khoản tin cậy của một giá trung bình, hoặc công thức tính khoản tin cậy một tỷ lệ mẫu và một tỷ lệ đúng nhỉ? Chúng ta có công thức chúng ta tính có thể tính toán bằng tay được. Đấy. Nhưng bây giờ máy máy móc các phần mềm tích dữ liệu tính toán tự động hết cho các bạn. Đấy. Thì đấy là cái
một vài khái niệm liên quan. Chắc là mình sẽ tạm dừng một chút để mình chụp lại những cái mình tạm dừng một chút để mình chụp lại cái màn hình mà các bạn tham gia đây. Các bạn để hết tên tên của mình, ví dụ hai ba người các bạn ngồi, các bạn có thể để tên cạnh nhau, mình sẽ chụp lại. Các bạn có câu hỏi gì về các phần đã qua không nhỉ? Đâu? Câu hỏi gì không ạ? Mời bạn. Cái giá trị người ta gọi là giá trị P em nhé, giá trị P chứ không phải tỷ số P. Giá trị P là một cái giá trị P đấy, nó sẽ viết thường. Thì cái giá trị P ở đây ấy, lấy đâu ra? Thì ở đây mình đã, trước đây mình đã giải thích cho các bạn là giá trị P ở đây ấy, là khi mà chúng ta sử dụng những cái test thống kê ở trên các phần mềm thì nó sẽ tính toán, cái phần mềm đấy nó sẽ tự động tính toán cho chúng ta một giá trị P. Mỗi một cái test mà các bạn làm ở trên đây ấy, nó sẽ tính ra một cái giá trị P cụ thể. Được chưa? Chưa đấy, nó tức là cái phần mềm nó sẽ tính toán là, lát nữa chúng ta sẽ xem ví dụ một cái test được thực hiện trên Stata thì các bạn sẽ thấy là cái giá trị P nó nằm ở chỗ nào. Được chưa? Nó sẽ các bạn sẽ phải đọc cái, biết được cái giá trị P đấy thông qua cái phần kết quả, thì kết quả trong cái phần mềm đấy, thì cái này đi thực hành thì các bạn sẽ được hướng dẫn rất là cụ thể. Đây chỉ là trên cái lý thuyết thôi đấy. Tóm lại là khi mà chúng ta lựa chọn được một cái test thống kê, chúng ta đưa vào trong phần mềm, chúng ta tính toán được các biến số phù hợp vào trong phần mềm thì chúng ta chạy thì nó sẽ ra một con số P cụ thể. Được chưa? Đấy. Ừ. Em thử hỏi là cái giá trị nguyên này sau mình đi thi mình có mà, tại vì em thấy phần này khó hiểu quá. Có hiểu không? Vâng. Ở trong tài liệu nó cũng viết rất là cụ thể đấy. Thì nó có hiểu, em không hiểu, có hiểu ở chỗ nào đây mình sẽ nói lại. Em không hiểu là cái đoạn mà trung bình thì là lấy không, lấy ngưỡng là không, còn cái lúc mà tỷ lệ thì nghĩa là một, em đọc cũng không hiểu lắm. Đây mình sẽ quay lại cái slide đấy nha. Cái này nó rất là khó hiểu đây, bởi vì nó là phân tích thống kê suy luận, nó sẽ khác rất là nhiều so với phân tích thống kê mô tả. Đây này đúng không? Thì ở đây khi mà chúng ta làm một cái, các bạn phải nhớ lại là chúng ta làm một cái test thống kê ấy, tôi chạy một cái test thống kê, chúng ta phải kết luận cái kết quả của cái test đấy, đúng nhỉ? Và chúng ta phải kết luận xem là cái sự khác biệt hoặc là cái mối liên quan đấy nó có như thống kê hay không. Đấy, dựa vào cái giá trị P như lúc đầu chúng ta đã trao đổi, đúng nhỉ? Nếu như mà P nó lớn hơn 0,5, lớn bằng 0,5 thì cái sự khác biệt hoặc là cái mối liên quan đấy nó không có nghĩa thống kê. Tức là chúng ta chấp nhận cái H0 mà chúng ta bác bỏ HA. Thế còn khi mà cái giá trị P đấy ấy, nó nhỏ hơn 0,5 thì chúng ta có quyền kết luận là cái sự khác biệt hoặc là cái mối liên quan đấy nó có nghĩa thống kê. Tức chúng ta làm một cái test thống kê thì chúng ta phải kết luận xem là cái đấy nó có nghĩa thống kê hay không. Ở đây cái này nó phải liên tưởng đến cái xác suất khi mà chúng ta tính một cái xác suất, ví dụ các bạn chọn một cái mẫu 1.000 người, 1.000 trẻ em, từ 100.000 trẻ em ra, thì kết quả đấy, cái xác suất chính xác khi mà chúng ta suy từ mẫu sang quần thể nghiên cứu ấy, nó là bao nhiêu phần trăm, thì chúng ta có một cái xác suất thống kê đấy. Thì ở đây chúng ta quay trở lại là chúng ta với hai trường hợp mà P lớn hơn 0,5 và P nhỏ hơn 0,5, chúng ta biết cách kết luận rồi đúng không ạ? Đấy là một trong những cái cách để chúng ta kết luận một cái test nó có như thống kê hay không. Được chưa? Và cái slide này cho các bạn là một cách thứ hai
Cách thứ hai để chúng ta kết luận cái đấy. Cách thứ hai này chúng ta không dùng giá trị P nữa, mà chúng ta dùng cái khoảng tin cậy để chúng ta kết luận một cái test thống kê. Thì trong cái test thống kê đấy chúng ta kết luận xem là cái mối liên quan hoặc là cái sự khác biệt để nó có nghĩa thống kê không, để chúng ta cũng kết luận cái một cái kiểm định giả thuyết thôi. Thì chúng ta sẽ dựa vào khoảng tin cậy như thế nào? Thì ở đây ví dụ như là chúng ta so sánh cái sự khác biệt về giá trị trung bình hoặc là về tỷ lệ đi. Đấy, hai cái đấy thì cái giá trị mốc để chúng ta lấy để nó xem nó có xuất hiện trong khoảng tin cậy hay không ấy, thì chính là số 0. Ở đây giá trị 0 nó chính là số 0. Được. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là tí nữa sẽ quay trở lại cái ví dụ kia. Thế còn khi mà chúng ta so sánh các cái đo lường về tỷ suất hoặc là các cái tham số sinh học về OR, RR thì cái giá trị 0 đấy nó chính là số 1. Thì đây số 0 và số 1 hai trường hợp này nó sẽ là căn cứ để chúng ta dựa vào khoản tin cậy đấy chúng ta kết luận một test nó có ý nghĩa thống kê hay không. Được chưa? Thì quay cái ví dụ ngay bên cạnh đây. Ví dụ bây giờ các bạn là so sánh sự khác biệt về về cân nặng trung bình đi giữa hai nhóm năm nhóm 1 và nhóm 2 thì chúng ta thấy là cái sự khác biệt khi mà chúng ta tính toán ấy nó là 12 kg và chúng ta tính được với mỗi một cái giá trị trung bình thì chúng ta sẽ tính được một cái khoản tin cậy 95% đúng nhỉ? Chứ không công thức tính rồi hoặc là máy sẽ tự tính cho chúng ta. Thì với mỗi một giá trị đây ở đây chúng ta có 12 kg sự khác biệt giữa hai cái nhóm đấy là 12 kg. Và cái khoản tin cậy 95% ở đây nó sẽ dao động khi mà tính ra được ấy nó sẽ dao động từ trừ 2 đến 23 kg. Thì quay trở lại cái slide trước với giá trị trung bình và tỷ lệ thì cái giá trị không nó chính là không đúng nhỉ? Thì em quan sát là cái khoản tin cậy này nó đi qua khoảng đi qua giá trị không. Khi mà một khoản tin cậy 95% nó đi ra đi qua giá trị không ấy đối với so sánh trung bình và tỷ lệ thì cái test thống kê chúng ta sử dụng ấy nó không có ý nghĩa thống kê, hoặc là cái sự khác biệt giữa hai giá trung bình này là không có ý nghĩa thống kê trên quần thể nghiên cứu nhé, trên quần thể nghiên cứu. Được, bởi vì đây là chúng ta đang tính toán các con số này, chúng ta đang tính toán trên mẫu nghiên cứu mà, rồi chúng ta so sánh ra cái quần thể nghiên cứu thì nó không có ý nghĩa thống kê bởi vì cái khoản tin cậy nó đi qua giá trị không. Thế còn cái ý thứ hai đây là khi chúng ta kiểm định mối liên quan mà chúng ta tính toán các giá trị OR, giá trị RR trong dịch đại học ấy, thì cái giá trị không đây nó chỉ lại chính là số 1. Các bạn thấy là trong một cái mẫu nghiên cứu các bạn tính toán ra cái mối liên quan giữa cà phê và ung thư phổi một cái bảng 2 x 2 các bạn học trong dịch tễ học rất là nhiều rồi thì các bạn tính toán ra giá trị OR là 1,6 và kèm cạnh giá trị OR đấy máy nó cũng sẽ tính cho chúng ta một cái khoản tin cậy là từ 0,5 đến 2,3 trong trường hợp này. Được chưa? Thì các bạn quan sát thấy rằng là cái khoản tin cậy trong trường hợp này ấy, nó đi qua giá trị 1. Đúng nhỉ? Thì nó quay trở lại cái này là khi mà so sánh các đo lường tỷ suất là OR thì cái nếu như mà cái khoản tin cậy nó đi qua giá trị 1 thì cái test mà các bạn sử dụng nó không có ý nghĩa thống kê. Hoặc cách khác là cái mối liên quan giữa cà phê và ung thư phổi là không có ý nghĩa thống kê hoặc là không có mối liên quan giữa cà phê và ung thư phổi. Vậy thì nó chỉ có hai trường hợp như vậy là chúng ta sẽ sử dụng cái khoản tin cậy để nhận định một cái test, một cái kiểm định giả thuyết nó có nghĩa thống kê hay không để chúng ta có thể kết luận được một cái kiểm định giả thuyết. Vai trò của nó giống như là giá trị P nhưng cái ý nghĩa khoa học của nó là cao hơn khi mà chúng ta nhận định bằng giá trị P. Được chưa? Vậy thì đây là hai cái cách để chúng ta kết luận một cái kiểm định giả thuyết thôi. Đấy, hai cách như vậy. Chỉ biết giải thích cho bạn lại như vậy. Không biết là có rõ hơn chưa? Thôi được rồi ạ. Trong quá trình mà các bạn nghiên cứu lại tài liệu mà có câu hỏi thì các bạn tập hợp lại thì gửi lại mình có thể tìm hiểu và trả lời thêm. Nhưng cái phần này phân tích số liệu cái phân tích thống kê suy luận nó rất là phức tạp cho nên là trong một cái buổi lý thuyết rất là ngắn thì sẽ còn rất là nhiều các cái vấn đề mà các bạn khó hiểu hoặc là cần phải giải đáp thì các bạn cứ cứ hỏi hoặc là sau này trong quá trình các bạn nghiên cứu lại tài liệu các bạn nào thắc mắc thì các bạn có thể tập hợp lại các bạn hỏi mình sẽ
nghiên cứu và trả lời trong cái phạm vi mình biết. Đấy là về cái phần này. Không biết là có bạn nào còn hỏi gì nữa không? Các bạn là để hết tên chưa? Mình sẽ chụp lại cái. Dạ em thầy, em có ý kiến một chút ạ. Em thầy là vừa rồi thì thầy có gọi bạn Lan Hương lớp K42F trả lời ạ, thì bạn hỏng mic thế nên là bạn có nhắn vào trong Không, không được đúng không? Mic không được đúng không? thì Thấy nhắn trên này là không mic được. xác nhận em ạ. Alo, bạn nghe thấy nó không nhỉ? Vừa nãy bạn nói vấp quá mình không nghe rõ, bạn nói lại được không? Ok. Các bạn Lan Hương đây thì mình thấy nhắn tin là mic hỏng rồi. Không vấn đề gì. Còn bạn nào có câu hỏi không nhỉ? Mình sẽ chụp lại cái màn hình. Các bạn cứ hỏi thoải mái. Mình chụp lại cái màn hình đã. Các bạn có hỏi gì được không? Một phần từ đầu nào? Nếu như các bạn không có câu trả lời đã không hỏi thì chúng ta sẽ tiếp tục một chút nữa, chúng ta nghỉ nhé, còn một chút nữa thôi. Chúng ta đang đến cái đây rồi đúng không ạ? Công thức tính khoảng tin cậy 95% rồi đúng không ạ? Đây kiểm định giả thuyết đây. Vừa nãy cũng đã nhắc đã chúng ta đi qua các bước kiểm định giả thuyết rồi, không nhắc lại nữa đúng nhỉ? Chúng ta tiến hành nghiên cứu trên mẫu nghiên cứu. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng những cái kiểm định giả thuyết để chúng ta ngoại suy kết quả từ mẫu nghiên cứu sau có thể nghiên cứu. Được. Thì cái kiểm định giả thuyết đấy là chúng ta khi mà chúng ta làm ấy, thì chúng ta có một số các yếu tố cân nhắc khi mà chúng ta lựa chọn những cái test thống kê. Bởi vì trong cái các cái bước của kiểm định giả thuyết, cái bước thứ hai các bạn nhớ lại ấy, là chúng ta có lựa chọn những cái test thống kê phù hợp. Thì cái lựa chọn test thống kê ở đây các bạn cần phải cân nhắc khi chúng ta lựa chọn thứ nhất là cái mục tiêu nghiên cứu. Mục tiêu nghiên cứu chúng ta tìm cái sự khác biệt hay là chúng ta tìm một cái mối liên quan nào đấy thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái test thống kê khác nhau. Rồi các cái số nhóm nghiên cứu chúng ta nghiên cứu trên một nhóm, chúng ta nghiên cứu trên hai nhóm hoặc trên nhiều hai nhóm, có nghĩa là các bạn so sánh tìm sự khác biệt hay là cái mối tương quan giữa hai nhóm hay nhiều trên nhiều hơn hai nhóm, chúng ta sẽ sử dụng những cái test thống kê khác nhau. Rồi cơ mẫu nghiên cứu nhỏ hay lớn, cái này vừa nãy cũng đã trao đổi với các bạn là nó liên quan đến cái chúng ta sử dụng cái test tham số hay là test phi tham số. Thông thường người ta có một cái ngưỡng là 30 với mỗi một cái nhóm so sánh. Nếu như cái mẫu
Của những cái nhóm đấy nó trên 30 thì chúng ta sẽ sử dụng được những cái test tham số, và ngược lại nếu nhỏ 30 chúng ta sử dụng những test suy tham số. Đấy, khuyến cáo là như vậy. Rồi liên quan đến cái bản chất số liệu, tức là các cái loại biến số là những cái loại gì, thì chúng ta sẽ tùy thuộc vào các cái loại biến số khác nhau mà chúng ta sẽ lựa chọn những cái test số khác nhau. Ví dụ như là chúng ta so sánh hai tỉ lệ thì chúng ta có hai biến định tính, đúng nhỉ? Ra so sánh tỷ lệ mắc sốt xuất huyết giữa trẻ nam trẻ nữ thì chúng ta có hai biến định tính ở đây là biến giới tính, đúng nhỉ, nam hay nữ, và biến mắc sốt xuất huyết có hay không, đấy là hai biến định tính nhị phân, là chúng ta so sánh hai tỷ lệ. Thế còn chúng ta so sánh cái giá trị trung bình về chỉ số tiểu cầu giữa trẻ nam và trẻ nữ trong cái thời kỳ mắc sốt xuất huyết chẳng hạn như vậy, thì đây là so sánh hai trung bình, thì chúng ta có hai cái biến ở đây. Thứ nhất là biến vẫn là một biến giới trẻ nam trẻ nữ, nhưng cái biến thứ hai nó sẽ làm cái biến định lượng là chỉ số tiểu cầu, đúng nhỉ? Thì ở đây chúng ta sẽ có một biến định lượng và một biến định tính, thì ở đây chúng ta so sánh hai trung bình thì có nghĩa là chúng ta sẽ chọn cái test thống kê khác. Vừa nãy là chúng ta chọn test gì đó, test t-test hoặc là test t-student, đúng nhỉ? Đấy. Đấy là dựa vào bản chất số liệu. Rồi là phân bố mẫu là chuẩn hay không chuẩn, thì cái này cũng liên quan đến chúng ta sử dụng những cái test tham số hay là phi tham số. Với những phân bố mẫu chuẩn thì chúng ta sẽ sử dụng những cái test tham số, và ngược lại với những phân bố mẫu không chuẩn chúng ta sử dụng những test phi tham số. Rồi liên quan đến các loại quan sát là độc lập hay ghép cặp, thì cái này liên quan đến các cái test độc lập hay test ghép cặp các bạn ạ. Cái này cũng sâu nhưng mà cũng không áp dụng nhiều. Trong tài liệu cũng có một cái bảng về cái điều kiện áp dụng test tham số và phi tham số, và thông thường nó sẽ có cái cỡ mẫu này về các cái tiêu chí, cái cỡ mẫu để các bạn tham khảo thêm trong tài liệu, và các thầy cô sẽ khi mà hướng dẫn thực hành để chủ yếu hướng dẫn cho các bạn test tham số là chủ yếu. Thì các bạn sẽ tham khảo thêm về các cái điều kiện tiêu chí để chúng ta áp dụng test tham số và test phi tham số. Về cũng vậy, để các bước kiểm định giả thiết khi mà chúng ta, cái này có trong cái tài liệu rồi, khi mà chúng ta không có những cái phần mềm phân tích số liệu thì các bạn phải tính toán bằng tay. Đấy là bước một vẫn là hình ảnh giả thiết, bước hai là chúng ta xác định các cái tham số và điều kiện áp dụng, chúng ta vẫn phải có điều kiện áp dụng, đúng nhỉ? Bước ba là chúng ta đề xuất các mức nghiệm thống kê thích hợp này, những điều kiện alpha này, đây chúng ta định nghĩa hoặc quyết định cho câu trả lời, thì cái này là nó liên quan đến cái việc là chúng ta sẽ tính toán bằng tay ra một cái tham số x nào đấy, và chúng ta sẽ đưa ra cái kết luận dựa vào cái tham số x đấy. Bây giờ chúng ta có máy rồi, chúng ta sẽ dựa vào giá trị p và khoảng tin cận. Thì ở đây trong cái phân tích thống kê suy luận ấy, thì thông thường chúng ta sẽ có như cái slide trước đã trao đổi với các bạn, chúng ta có hai phương pháp chính là ước độ và kiểm định giả thuyết, đúng nhỉ? Kiểm định giả thuyết có nghĩa là chúng ta đưa ra một giả thuyết ban đầu và chúng ta sẽ sử dụng những cái test thống kê phù hợp để chúng ta kết luận cái giả thuyết ban đầu đấy đúng hay sai hay như thế nào trên quần thể nghiên cứu. Thì đấy là về mặt phương pháp. Thế còn về mặt nội dung mà chúng ta làm với những cái test thống kê đấy thì chúng ta có hai cái loại. Thứ nhất là chúng ta so sánh để tìm sự khác biệt. Ví dụ giống như cái ví dụ lúc đầu chúng ta đưa ra là chúng ta, ví dụ chúng ta so sánh cái tỷ lệ mắc sốt xuất huyết ở trẻ nam và trẻ nữ trên quần thể nghiên cứu để xem có khác biệt với nhau hay không, và nếu có khác biệt thì nó khác biệt như nào, nó có nghĩa thống kê hay không. Đấy, thì người ta gọi là cái so sánh tìm sự khác biệt, đúng nhỉ? Thì ở đây các bạn cũng có thấy là chúng ta trong một vài trường hợp chúng ta cũng có các cái test khi bình phương khi mà chúng ta so sánh tỷ lệ, rồi test t-test khi mà chúng ta so sánh hai cái trung bình, đúng nhỉ? Đấy, rồi test ANOVA khi mà chúng ta so sánh nhiều hơn hai trung bình. Đấy, tự thế. Đấy là so sánh tìm sự khác biệt. Chưa? Thế còn cái loại thứ hai là chúng ta phân tích liên quan, tức là chúng ta tìm một cái mối liên quan nào đấy giữa một yếu tố với một cái biến đầu ra. Biến đầu ra ở đây giống như nhắc lại là chúng ta làm một cái biến liên quan chính đến cái nội dung nghiên cứu của mình. Ví dụ như là trong cái ví dụ ở trên ấy, là cái mắc sốt xuất huyết có hay không chính là một cái biến đầu ra. Thì chúng ta ví dụ như chúng ta muốn đi tìm tất cả những cái yếu tố có thể liên quan đến cái tình trạng mắc sốt xuất huyết ở trẻ dưới 5 tuổi ở phòng chẳng hạn như thế, thì cái biến đầu ra chúng ta ở đây là mắc sốt xuất huyết có hay không, và chúng ta lấy một
vài các yếu tố để chúng ta phân tích tìm mối liên quan, ví dụ là yếu tố địa dư, nông thôn hay thành thị, nó có liên quan đến tình trạng mắc sốt xuất huyết hay không, hay là yếu tố giới của trẻ, trẻ nam hay trẻ nữ, nó có liên quan gì đến tình trạng mắc sốt xuất huyết hay không, hay là yếu tố về 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 cái độ tuổi của trẻ chẳng hạn, như thế cái nhóm tuổi của trẻ, nhóm từ 0 đến đến 2 hoặc từ 2 đến 3 hoặc từ 3 đến 5 tuổi thì nó có khác nhau gì hay không, nó có liên quan đến cái tình trạng mắc sốt xuất huyết hay không. Đấy thì người ta gọi là cái phân tích liên quan. Thì phân tích liên quan ở đây các bạn đã đi qua trong dịch tễ một cái ví dụ rất là điển hình, đấy là những cái bảng 2 nhân 2 trong cái phân tích mối liên quan, đúng nhỉ? Thì ví dụ như là chúng ta giữa giới, liên quan giữa giới tính và mắc sốt xuất huyết có hay không, thì chúng ta có một cái bảng 2 nhân 2 về ví dụ bao nhiêu trẻ nam mắc sốt xuất huyết, bao nhiêu trẻ nữ mắc sốt xuất huyết, bao nhiêu trẻ nam không mắc sốt xuất huyết và bao nhiêu trẻ nữ không mắc sốt xuất huyết, và có bốn ô như vậy, đúng nhỉ? Thì từ bốn ô như vậy chúng ta sẽ tính toán được một cái chỉ số người ta gọi là cái tỷ suất chênh giữa hai cái nhóm đấy, đúng nhỉ? Là OR, đấy, OR. Thì chúng ta sẽ từ cái giá trị OR đấy và cái giá trị P và hoặc là khoảng tin cậy chúng ta tính toán được ấy. Khi mà chúng ta so sánh sự khác biệt ấy, thì các bạn sẽ kết luận được là cái yếu tố đấy nó có phải là yếu tố liên quan đến cái mắc sốt hay không, yếu tố giới đấy. Thì người ta gọi là cái phân tích liên quan. Thì với phân tích liên quan này chúng ta có thể tính toán dựa vào có thể kết luận dựa vào các cái giá trị OR, các giá trị RR, cũng như nguy cơ tương đối, hoặc với các biến định lượng thì chúng ta sẽ tính toán các cái hệ số tương quan. Khi chúng ta so sánh, chúng ta tìm mối liên quan giữa hai biến định lượng chẳng hạn, ví dụ như các bạn tìm mối liên quan giữa biến tuổi và biến tăng huyết áp, cái chỉ số huyết áp tâm thu chẳng hạn như thế, thì đây là giữa hai biến định lượng với nhau, đúng nhỉ? Thì khi mà chúng ta làm cái test so sánh mối tương quan ấy, thì chúng ta sẽ tính toán được một cái hệ số người ta gọi là cái hệ số tương quan, nó sẽ dao động từ trừ 1 đến 1. Nếu như mà hệ số đấy nó âm thì là tương quan tỷ lệ nghịch, hệ số đấy nó dương thì là tương quan tỷ lệ thuận. Và khi mà cái hệ số tương quan đấy nó tiến càng gần về hai giá trị trừ 1 và 1 thì cái mối liên quan đấy nó lại tương quan đấy nó lại càng mạnh, và ngược lại nếu như nó tiến về giá trị không thì cái mối liên quan đấy, mối tương quan đấy nó lại càng yếu. Đấy thì dựa vào những cái dữ kiện như vậy thì chúng ta sẽ kết luận được là cái mối tương quan giữa biến định lượng như vậy. Hoặc là một cái cách để tìm mối liên quan, phân tích liên quan ấy, là chúng ta xây dựng các cái mô hình hồi quy, thì mô hình hồi quy ở đây á, hiểu một cách nôm na là chúng ta thay vì chúng ta phân tích từng yếu tố một với biến đầu ra từng cặp một, thì chúng ta sẽ đưa tất cả những cái yếu tố, những tất cả các yếu tố mà các bạn cho rằng nó có liên quan, ví dụ các bạn đưa ra tất cả các yếu tố có thể liên quan mà các bạn nghĩ có thể liên quan đến tình trạng mắc sốt xuất huyết ở trẻ dưới 5 tuổi chẳng hạn, các bạn đưa vào một cái mô hình và các bạn sẽ chạy cái mô hình đấy chỉ một lần duy nhất, thì nó sẽ cái mô hình đấy nó sẽ cho ra các cái kết quả xem là trong những cái yếu tố mà các bạn đưa vào mô hình đấy thì yếu tố nào đến có liên quan, yếu tố nào không liên quan, có liên quan đến có nghĩa hay không, vân vân, cũng kết luận dựa vào giá trị P rồi vào OR vân vân, thì người ta gọi là mô hình được hồi quy. Thì cái mô hình hồi quy này nó cũng có rất là nhiều loại, nó sẽ phụ thuộc vào cái bản chất của cái biến đầu ra đấy. Ví dụ như là bản chất của biến đầu ra là biến định tính nhị phân, thì chúng ta sẽ làm ví dụ như là mắc sốt huyết có hay không đấy, thì chúng ta sẽ làm cái mô hình hồi quy logistic nhị phân, hoặc biến đầu ra đấy là một biến định lượng chẳng hạn, ví dụ chúng ta tìm tất cả những yếu tố mà có thể liên quan đến cái sự thay đổi về cái chỉ số tiểu cầu của những trẻ mắc sốt huyết chẳng hạn, cụ thể thì cái biến đầu ra đây là cái chỉ số tiểu cầu, đúng nhỉ? Và nó là một biến định lượng. Thì khi mà chúng ta tìm các yếu tố liên quan đấy thì chúng ta sẽ sử dụng cái nguồn hồi quy, người ta gọi là hồi quy tuyến tính đa biến, chưa? Tính đa biến thì nó có hai loại cơ bản như vậy. Đấy. Thì đấy là thêm về về cái phân tích liên quan. Đấy. Cái này thì tôi chấp nhận các bạn. Đấy, hồi quy vừa đấy cũng nói rồi. Đây là một cái ví dụ về cái
khi mà người ta sử dụng cái test t-test để người ta đây lấy ví dụ này nó dễ hơn. Người ta sử dụng cái test khi bình phương trên Stata để người ta so sánh hai tỷ lệ với nhau. Đấy, các bạn thấy là trong cái bảng này nó là một cái bảng 2 x 2 đúng không nhỉ? Thì ở đây người ta so sánh cái tỷ lệ cái thấp còi ở giữa trẻ nam và trẻ nữ với nhau. Cái not stan này là cái không thấp còi, và cái stan này là cái thấp còi. Thì các bạn thấy là tỷ lệ thấp còi ở trẻ nam ấy là 11,82% đúng nhỉ? Và tỷ lệ thấp còi ở trẻ nữ là 7,9%. Đây hai cái bôi vàng này. Quay trở xuống là thông thường trong các cái phần mềm Stata ấy, thì cái giá trị P nó sẽ ký hiệu ở chữ PR này. Đấy. Và cuối cùng các bạn nhìn thấy ở dòng cuối cùng là cái chữ PR nó bằng 0,00, có nghĩa là nó sẽ nhỏ hơn 0,05 đúng nhỉ, nó nhỏ hơn 0,05. Thì các bạn sẽ kết luận được rằng là cái tỷ lệ, đây là cái kết quả tính ra được từ mẫu nghiên cứu, và các bạn sẽ kết luận được rằng là cái tỷ lệ trẻ thấp còi, tỷ lệ thấp còi ở trẻ nam ấy, trong một thử nghiên cứu nó cao hơn có những thông kê so với tỷ lệ thấp còi ở trẻ nữ 11,82% so với 7,91%, nhưng bởi vì cái giá trị P nó nhỏ hơn là 0,05 đúng không? Đấy. Thì đây là một cái ví dụ mà người ta tiến hành một cái thể hiện cái bản kết quả khi mà tiến hành cái kiểm định khi bình phương trên Stata. Và khi mà có giá trị P như thế này ấy, thì cũng hướng dẫn thêm cho các bạn là khi mà cái giá trị P nó hiển thị ra như thế này ấy, nó bằng P ở đây nó bằng, nó ghi là bằng 0,000 như này, thì các bạn sẽ chuyển thể kết quả ra giấy, nó sẽ là các bạn sẽ thay cái giá trị không cuối cùng bằng giá trị 1 và viết thay dấu bằng nó nhỏ hơn, có nghĩa là P nó sẽ nhỏ hơn 0,001. Đây, đấy như thế này. Thì khi viết như thế này người ta thấy được luôn là nó sẽ nhỏ hơn 0,05 rồi đúng nhỉ, chắc chắn nó nhỏ hơn 0,05. Còn nếu các bạn để nguyên là P bằng 0,00, nó không giá trị, không có ý nghĩa gì cả, nó cái giá trị đấy nó không có ý nghĩa. Đấy, các bạn sẽ chuyển thẻ ra ra bằng cái tức là kia. Còn nếu như trong trường hợp mà P nó ra một con số cụ thể nào đấy ấy, ví dụ bao gồm 0,18 thì để nguyên 0,18 đúng nhỉ, thì trường hợp mà ra toàn số 0 thì bạn sẽ sử dụng cách kia. Đấy, P0,18 thì bạn nhìn luôn là P bằng 0,18, thì khi P bằng 0,18 rồi thì người ta biết luôn là P lớn rồi đúng không nào? Đúng nhỉ? Đây là hai cách mà chúng ta thể hiện với giá trị P. Thì đấy là về cái một cái ví dụ về test khi bình phương trên Stata. Cái này khi đi thực hành thì các bạn sẽ được hướng dẫn về cụ thể, nên mình không nhắc lại nữa. Một cái cuối cùng, cái slide cuối cùng liên quan đến cái các cái thiết kế nghiên cứu can thiệp. Thì để đánh giá các cái thiết kế nghiên cứu can thiệp này, chúng ta sẽ có hai loại, giống như là trao đổi với các bạn trong buổi đầu tiên ấy. Chúng ta có hai phương pháp thiết kế nghiên cứu can thiệp, đấy là can thiệp có nhóm chính và can thiệp không có nhóm chính đúng nhỉ. Thì cái nửa bên bên phải của các bạn ấy, phải slide màn hình của các bạn nên là can thiệp không có nhóm chứng. Thì cái thiệp không có nhóm chứng thì đơn giản chúng ta tính cái chỉ số hiệu quả, người ta ký hiệu là PV, bằng cái sự thay đổi trước và sau can thiệp của chính cái nhóm đấy, bởi vì không có nhóm chứng mà đúng không? Là bao nhiêu phần trăm rồi chúng ta sẽ đánh giá. Thế còn khi mà có nhóm chứng, tức là cái mảng nửa bên trái màn hình của các bạn ấy, là cái thiết kế can thiệp có nhóm chứng, thì ngoài cái đánh giá chỉ số, tính toán cái chỉ số hiệu quả của từng nhóm đấy, từ nhóm can thiệp và nhóm không can thiệp, thì chúng ta sẽ tính toán thêm một cái người ta gọi là hiệu quả can thiệp. Cái dòng màu đỏ ấy, dòng can thiệp nó sẽ bằng chỉ số hiệu quả của nhóm đây, can thiệp, hoặc là nhóm không can thiệp trừ đi nhóm chứng. Đấy, hiệu quả của nhóm chứng đấy, đấy chỉ tương đối cũng được. Đấy, người ta gọi là cái hiệu quả can thiệp. Đấy, thêm một cái như vậy thì đấy là cái đánh giá hiệu quả can thiệp trong cái thiết kế can thiệp. Nhưng mà cái này thì chắc là sau này các bạn mới làm nhiều, chứ còn trong khuôn khổ sinh viên thì chúng ta không hầu như không tiến hành như này. Thì đấy là tất cả những cái nội dung về cái phân tích thống kê suy luận các bạn đã được trao đổi trong cái buổi ngày hôm nay, cũng rất là ngắn thôi.
và mắt mình cũng rất là khó chịu, cho nên là mình đã cố gắng trao đổi với các bạn những cái nội dung nó chính. Thì tóm lại là như thế này, chúng ta đã đi qua khái niệm về cái phân tích thống kê suy luận, nhỉ? Nó khác biệt gì so với phân tích thống kê mô tả? Các khái niệm liên quan đến phân tích thống kê suy luận liên quan đến hai cái phương pháp chính trong phân tích thống kê suy luận, đấy là ước lượng và kiểm định giả thuyết, và một số khái niệm liên quan đến kiểm định giả thuyết, ví dụ như là mức độ tin cậy của một nghiên cứu, khoảng tin cậy của một nghiên cứu, mũ như thống kê alpha, giá trị p hoặc là giá trị ý nghĩa thống kê p, đúng không? Rồi các cái bước chúng ta tiến hành một cái kiểm định giả thuyết, và chúng ta có những cái bước gì? Bước thứ nhất, chúng ta có ba bước cơ bản. Bước thứ nhất là chúng ta hình thành những cái giả thuyết nghiên cứu hoặc là một cái giả thuyết cho cái kiểm định, đúng không? Bước thứ hai là chúng ta xem xét các cái tiêu chuẩn và chúng ta lựa chọn một cái test thống kê phù hợp. Bước thứ ba là dựa vào cái giá trị p hoặc là khoảng tin cậy chúng ta tính toán được, chúng ta sẽ kết luận được cái giả thuyết ban đầu là đúng hay là sai, có nghĩa là chúng ta bác bỏ hay chấp nhận cái giả thuyết ban đầu đưa ra. Chúng ta có hai giả thuyết ban đầu H0 và H A, hai giả thuyết đối nhau, đúng không? Và chúng ta cũng phân biệt thế nào gọi là cái so sánh tìm sự khác biệt, hay là thế nào là phân tích để tìm các yếu tố liên quan. Chúng ta sẽ sử dụng những cái thông số gì, tham số gì, những cái test gì, vân vân. Thì đấy là tất cả những cái nội dung trong cái buổi ngày hôm nay. Và mục đích cuối cùng của phân tích thống kê suy luận đấy là các bạn nhớ câu là nó sẽ ngoại suy kết quả từ mẫu nghiên cứu xem có thể nghiên cứu. Tóm lại như vậy. Thế thì không biết là các bạn có câu hỏi hay là trao đổi gì thêm không ạ? Thắc mắc gì thêm không? Thank you.